Kính thưa Thánh của Chúa, tôi rất là sung sướng để thưa vơ Thánh là chúng ta cùng với nhau, cùng với dân sự của Chúa, để chúng ta hoan hô Ngài, tôn vinh hiển danh của Ngài là vua của chúng ta đến. Tôi cảm ơn Chúa vì ngày này. Chúa đăng quang vào Jerusalem không phải Ngài tìm một chút vinh quang nào của trần gian này, vì Ngài nói rằng nước ta không thuộc về đời này. Nhưng mà Ngài đăng quang vào Jerusalem để làm trọn lời tiên tri chép về Ngài, và hơn nữa Ngài muốn cho dân sự của Ngài thấy được một phần nhỏ nào vinh quang mà họ sẽ có ở trên thiên đàng đời đời, để họ tin Ngài, họ theo Ngài cho đến cùng, họ hướng được vinh quang khi các cửa đời đời nâng lên và vua chúng ta vào, Ngài đi trước và chúng ta theo Ngài hô lên rằng Hosanna, vua vinh hiển đã đến. Cảm ơn Chúa. Và hôm nay với tất cả lòng vui mừng tung hô đó, chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Xin Hội Thánh lắng nghe lời của Ngài. Hỡi con gái Sion, đừng sợ, kìa vua ngươi đến, cởi trên lừa con. Ở trong Giăng đoạn 12 câu thứ 15. Một ngày kia, gần đến lúc Chúa chịu thương khó, thì Ngài đến làng Bethphage và Bethany. Rồi Ngài sai hơi môn đồ của Ngài vào một ngôi làng đối diện, thấy một lừa cái và lừa con đang cột thì mở ra dẫn về cho Ngài. Nếu ai hỏi tại sao lại mở lừa đó thì bảo với họ rằng Chúa cần dùng nó. Thế là hai môn đồ đi và đem lừa về cho Chúa. Sau đó họ đã trải áo của mình trên lưng lừa con, đỡ Ngài lên. Những người khác thì trải áo mình trên đường để lừa Chúa đi qua. Kẻ khác nữa thì họ chặt lá kè, rồi họ tung hô Ngài, Hosanna, Hosanna, tôn ngợi Chúa, tôn con vua David đã đến. Và họ mừng rỡ ca ngợi Đức Chúa Trời vì những công việc quyền năng mà Ngài đã làm suốt 3 năm qua, mà họ đã chứng kiến, họ đã trải nghiệm, họ tràn ngập niềm vui ở trong Chúa của họ. Và thưa Hội Thánh của Chúa, khi họ tung hô như vậy, họ nhớ lời tiên tri của Chúa ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu thứ 9: con gái Sion, đừng sợ, kìa vua ngươi đến, cưỡi trên lừa con. Cảm ơn Chúa. Điều thứ mình tôi học với nhau là chúng ta nhận biết vua đó là ai. Thứ nhất, vua ngươi đến. Thứ nhất là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng là Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. Hebrew đoạn 1 câu 8. Ngài là Đức Chúa Trời, tức là Ngài là đấng đầu tiên và cuối cùng, Ngài là đấng sáng tạo, và mọi người, mọi vật đều là tạo vật của Ngài, dầu ai đi nữa. Và mọi người đều phải thờ phượng Ngài là cha trên trời của mình, là đấng tạo hóa của mình, là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta phải nhận biết điều đó trong linh hồn của mình, để rồi chúng ta thờ phượng Chúa mà không một sợ hãi nào, không một bối rối nào, không một lo lắng nào. Rồi thứ hai,
Chúng ta cũng nhận biết vua là ai nữa. Vua là đấng Messiah. Hay có người phiên âm là Messi, mà trong Tân Ước chữ Messiah là đấng Christ. Messiah trong tiếng Do Thái hay là đấng Christ trong tiếng Hy Lạp quý vị, có nghĩa là đấng được sức dầu. Chúa là đấng được sức dầu đã được hứa từ buổi sáng thế, ngay khi con người phạm tội, để trở thành cứu Chúa của cả nhân loại suốt mọi thời đại, vì Ngài là đấng đời đời. Và khi Kinh Thánh chép Ngài là đấng được sức dầu thì có nghĩa là Ngài được sức dầu để làm tiên tri. Ô, Ngài nói tiên tri và những lời tiên tri của Ngài đúng từng chữ một, từng nét một. Khi vua Frederick của Đức hỏi thăm vị tuyên quý của mình: thưa mục sư, ông mục sư có thể cho chúng tôi một chữ thôi, bất cứ chữ nào mà có thể nói lên được sự thực hữu của Chúa. Thì vị tuyên quý trả lời rằng: tâu hoàng thượng, chữ Do Thái trong tiếng Đức là một chữ, chữ Do Thái. Vua hỏi tại sao vậy? Vì tâu hoàng thượng chỉ cần đọc lịch sử dân Do Thái, rồi hoàng thượng đọc Kinh Thánh, thì hoàng thượng thấy rằng Đức Chúa Trời đã ghi chú từng nét một, từng chữ một về lịch sử dân Do Thái suốt mọi thời đại, không sai một điều nào, vì Ngài biết trước, Ngài định trước như vậy. Ngài thực hữu trước mặt Ngài là một hiện tại đời đời. Ngài biết hết. Ngài là tiên tri. Và ngày hôm nay chúng thấy những việc Ngài cho xảy ra trên đất này hoàn toàn đúng với Matthew đoạn 24, hoàn toàn đúng với Luca 21, là những lời tiên tri mà Ngài nói trước về cõi lai thế. Và những việc xảy ra chỉ làm chúng ta biết một điều: quỳ gối xuống, cảm tạ Ngài, tôn vinh Ngài. Tôi biết chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vĩ đại, vua của các vua và chúa của các chúa. Không những Ngài đến tiên tri mà Kinh Thánh chép rằng Ngài cũng là đấng cứu thế, hay là Kinh Thánh gọi là Thầy Tế Lễ. Thầy Tế Lễ thì dâng con sinh trên bàn thờ của lễ thiêu, còn Ngài là Thầy Tế Lễ đời đời. Ngài dâng chính mình trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Ngài không nhờ con sinh nào cả, vì con sinh là con vật chết đi. Nhưng mà Ngài là con sinh, là con, là một sinh tế cao trọng đời đời, có giá trị cho tất cả mọi người. Rồi Ngài cũng sống lại để Ngài cứu những người tin Ngài, chứ không phải Ngài chết để rồi không còn cứu ai được hết. Không, Ngài là con sinh và sinh tế đời đời, sinh tế vô tội mới có thể cứu tất cả chúng ta là người có tội. Rồi Ngài được sức dầu nữa làm gì nữa? Ngài được sức dầu để làm vua của các vua, như ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 18, 16 chép như vậy. Ngài sẽ làm vua của các vua. Tất cả những vị vua đã xưng hùng, xưng bá, rồi cuối cùng cũng nằm xuống, không còn gì. Nhưng mà Chúa còn lại đời đời cho đến đời đời. Cảm ơn Ngài. Và mỗi chúng ta phải nhận biết vua như vậy để chúng ta thờ phượng Ngài hết lòng. Rồi không những nhận biết vua mà chúng ta còn phải nhận biết vương quốc của vua. Vương quốc của vua được Kinh Thánh chép đó là vương quốc đời đời, ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 10 và câu 11. Hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình. Làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã, và nhờ đó con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ được rộng mở cho anh em. Cảm ơn Chúa. Anh em ơi, xác định sự kêu gọi
mà Chúa gọi anh em, xác định sự lựa chọn mà anh em đã chọn để đi theo Ngài trọn đời. Và nếu anh em trung tín như vậy, anh em không hề vấp ngã, anh em trung tín như vậy, thì con đường vào vương quốc đời đời của Chúa Jesus Christ sẽ rộng mở cho anh em. Ồ, tôi thích câu này lắm ạ. Trước đây có một người hiểu Kinh Thánh rất là ít. Người đó gặp chúng tôi rồi bảo chúng tôi rằng Chúa Giêsu rất là ghét người giàu. Cho nên ở trong Phúc Âm, Chúa bảo là người giàu thì khó như lạc đà chui qua lỗ kim, tức là người giàu không được vào thiên đàng. Lời giải thích đó sai. Tại sao vậy? Vì ngay sau đó Phi-rơ biết rõ lời Chúa. Phi-rơ hỏi Chúa thế nào: Chúa ơi, vậy thì ai được cứu? Nếu lạc đà chui lỗ kim không được thì chúng con có đâu đi vào được? Chúng con không có vướng víu nhiều vì chúng con nghèo, chúng con không to như con lạc đà, chúng con cũng là một con gà, một con vịt gì đó thì cũng chẳng chui lỗ cây kim được. Phi-rơ hiểu, Phi-rơ rằng không ai được cứu cả Chúa ơi. Thì Chúa Giêsu nói gì? Việc đó các con không làm được, mà Đức Chúa Trời làm được. Ngài có thể biến đổi các con trở sinh vật của Ngài, một sinh vật mới của Ngài, để các con vào được nước thiên đàng. Mà ở đây Kinh Thánh nói, nếu anh em nhận định rõ sự kêu gọi của Chúa cho anh em, anh em chọn lựa bước theo Ngài trọn đời, trung tín với Ngài, thì cửa thiên đàng, cửa vương quốc của Ngài sẽ được rộng mở cho anh em, để anh em có thể vào. Cảm ơn Chúa. Dù anh em giàu cách nào mà sống trung tín với Ngài, anh em cũng giàu, cũng vào. Mà nếu anh em nghèo nhưng mà anh em chối bỏ Ngài, anh em cũng chẳng bao giờ được vào. Vì chỉ có người được Chúa tái sinh, trở nên sinh vật mới của Ngài, thì cửa thiên đàng mới rộng mở cho người đó. Bây giờ điều thứ ba học với nhau là rất lạ. Ở trong Kinh Thánh chép: hỡi con gái Sion, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ vua, đừng sợ vua Giêsu. Tại sao Kinh Thánh chép lại thế này? Vì lúc đó dân Do Thái đang sống dưới triều đại của La Mã đế quốc, họ tàn ác vô cùng, họ được gọi là bàn tay sắt. Rồi tệ hơn nữa là các vua hơi rốt chư hầu của họ còn bách hại hội thánh, bách hại người dân hơn cả các hoàng đế La Mã nữa. Tôi đi qua Giu-đê, tôi lên một ngọn đồi và ở đó tôi thấy một người trong dòng tộc Herod. Đã xây một cung điện rất lớn trên ngọn đồi đó, làm một con đường rất đẹp đi lên ngọn đồi đó. Rồi khi ông về Jerusalem thì ông đi bằng ngựa, nhưng mà khi ông trở về cung điện đó thì ông xuống xe ngựa, ông lên một con lừa, ông cởi. Tại sao ông lên con lưng lừa? Vì ông muốn cho mọi người nghĩ rằng ta là Chúa Giêsu, ta đến làm trọn lời của Ngài trong Kinh Thánh Sa-chi-ri đoạn 9 câu 9 chép: vua người đến nhu mì cởi lừa. Nhưng mà không, khi quân La Mã tấn công ông giết tất cả vợ của mình, giết tất cả các con của mình. Và mọi người đều sợ hãi ông. Nhưng mà đây là vua đời đời, vua của yêu thương. Và lời Chúa bảo dân sự của Ngài: con ơi, ta đến
đừng sợ. Vì Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Giăng 13 câu 1. Hay quá. Không những là Ngài là vua yêu thương, Ngài cũng là vua hy sinh. Ngài từ bỏ chính mình, máng lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người, trong Philip đoạn 2 câu 7. Ngài hy sinh cả thiên đàng vinh hiển, nơi Ngài được muôn vàng thiên binh thiên sứ thờ phượng, để trở nên một con người, thậm chí chết trên thập tự giá như một tên tử tội để cứu chúng ta. Thì Ngài hy sinh là dường nào, và đấng đó đừng sợ, đừng sợ Ngài. Hãy đến với Ngài. Và cuối cùng, Ngài là vua nhu mì. Kìa, vua ngươi đến với ngươi nhu mì cởi lừa và ngồi trên lừa con. Matthew 21 câu 5 chép như vậy. Cảm ơn Ngài. Các vua đều cởi ngựa để tỏ ra cái uy nghi của mình. Ngài cởi lừa để nói sự nhu mì của mình. Và Ngài đối xử với chúng ta hiền lành nhu mì mà chúng ta nhiều lúc không thể nào hiểu được hết. Bao nhiêu lần trong đời sống của ông bà già tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không biết tại sao Ngài yêu thương con đến như vậy. Bao nhiêu lần chúng ta đổ nước mắt mà thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài đối xử hiền lành với con như vậy. Người khác xây lưng khỏi con thì Ngài không. Ngài vẫn giang tay chờ đón con. Hỡi Chúa, sao mà Ngài nhu mì đến như vậy? Đừng sợ Ngài. Anh em nào ở trong tội lỗi, anh em nào ở trong những tật hư, thói xấu, anh em ơi, đến với Chúa, đến ngay với Ngài, rồi thấy vị vua đó, vua yêu thương, sẵn sàng giang tay đón anh em. Vị vua đi vua hy sinh, sẵn sàng lo cho anh em mọi sự, cả mạng sống của Ngài. Và vua đó là vua nhu mì để nhẹ nhàng, dịu dàng lo lắng cho anh em. Điều chúng ta học kế đó nữa là không những chúng ta đừng sợ vua, mà chúng ta cũng phải biết luật pháp của vua là đẹp như thế nào để chúng ta tuân hành. Luật pháp vua chỉ có hai điều thôi, nhưng mà bao trùm tất cả mọi sự. Điều thứ nhất là kính Chúa. Là Chúa bảo các ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính Chúa là Đức Chúa Trời người. Đây là điều hoàn toàn đúng. Vì Đức Chúa Trời dựng nên mình, Ngài là đấng đã dựng nên tổ tông của mình, thì trước nhất phải kính Ngài, phải thờ phượng Ngài, không phải thờ phượng bất cứ một ai khác. Và đây là điều mà một số người hiểu lầm chúng ta, bảo chúng ta là những người bỏ ông bỏ bà, khi chúng ta chỉ kính ông bà mà không thờ phượng ông bà. Ô, cái chữ kính của chúng ta hay là hiếu kính của chúng ta đẹp là giường nào. Vì Chúa dạy chúng ta không nói nặng cha mẹ. Chúa dạy chúng ta chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ còn đang sống, đó mà là hiếu thật chứ. Còn chờ đợi cha mẹ chết rồi, rồi mới lo cho các bậc sinh thành, họ có gì hưởng được đâu. Phải lo cho họ ngay lúc này, như lời Chúa dạy. Nhưng mà thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng mà chính họ cũng phải thờ phượng, tổ tông của chúng ta cũng phải thờ phượng. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta đã kính Chúa. Đúng lời Chúa dạy, tất cả con người phải kính Ngài bằng tất cả lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực.
Rồi điều thứ hai của luật pháp Chúa là gì? Yêu người. Cảm ơn Chúa, hay quá, bao quát hết mọi sự. Chúa bảo nếu các con yêu nhau, cảm ơn Chúa. Chữ yêu đây là chữ yêu thiên thượng, mà một nhà thần học gọi là yêu mặc dầu. Mặc dầu chúng ta ra sao thì Chúa vẫn yêu thương, vì Ngài là tình yêu. Và chữ yêu thương này Ngài dùng cho chúng ta, mặc dầu người khác thế nào thì chúng ta vẫn yêu thương. Yêu ngay cái người họ tự đặt họ vào thế thù nghịch với mình. Ồ, chỉ có tình yêu của Chúa ở trong chúng ta, hành động qua chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu thương những người đó. Nhưng mà đó là luật lệ của Ngài, tuyệt đẹp. Và vì tình yêu đó mà Ngài đã lập một giáo ước ân điển cho chúng ta. Giáo ước Ngài lập trong lễ tiệc thánh. Ngài không đòi hỏi một sinh vật nào, Ngài không đòi hỏi của lễ nào, mà Ngài đòi hỏi chính tâm hồn của chúng ta, chính linh hồn của chúng ta dâng hiến cho Ngài, để cùng ký với Ngài một giáo ước ân điển. Trong giáo ước đó, Ngài dùng huyết của Ngài tha tội chúng ta. Ngài dùng huyết của Ngài nâng chúng ta lên, vì lúc đó chúng ta không còn bình thường nữa, mà là người của huyết Chúa Jesus Christ. Huyết của Ngài cao cả dường nào thì chúng ta cũng được như vậy. Đó là giáo ước ân điển, cũng là giáo ước bình an nữa. Vì trong lễ vượt qua, khi nhà nào có huyết bôi trước cửa thì thiên sứ hủy diệt của Chúa vượt qua, ở trong Ngài chúng ta bình an trọn vẹn. Ngài ký giao ước với chúng ta, và nhớ một điều, dầu chúng ta phản bội Ngài thì Ngài cũng không bao giờ hủy giao ước đó. Có lý ước đời đời, mà chúng ta phải nhờ cái Chúa đã vi phạm trở lại với Ngài, trở lại với Ngài. Ồ, tôi đọc một câu kinh thánh mà tôi thích vô cùng. Ta giận con trong một lát, và ân điển của ta còn với con đời đời. Anh em ơi, còn gì nữa mà không đến với Ngài? Còn gì nữa mà xa cách Chúa? Trở về với Chúa. Không những Ngài có ước ân điển cho chúng ta, mà Ngài cũng xây dựng hội thánh trên đất cho chúng ta nữa. Đó là yêu chúng ta. Ngài có hội thánh để chúng ta yêu thương nhau. Ngài có hội thánh để chúng ta cùng gắn bó với nhau thờ phượng Ngài. Ngài có hội thánh để chúng ta cùng giúp đỡ nhau ở trên đất này. Anh em ơi, hội thánh lạ lùng lắm anh em. Tự nhiên hội thánh của chúng ta với tổ chức con người có rất nhiều điều chúng ta không đồng ý. Có những lúc chúng ta buồn, hoàn toàn đúng. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nói đến hội thánh của Ngài, những con người thật sự thuộc về Ngài, những con chiên không có con dê ở đây. Đó, những con chiên đó hợp lại với nhau thành hội thánh thuộc linh của Ngài. Đó là thân thể của Ngài, và hội thánh đó mà chúng ta phải bước vào, bởi chúng ta kết ước với Ngài trong lễ tiệc thánh, bởi chúng ta phải kết ước với Ngài trong niềm tin nơi Chúa, bởi chúng ta kết ước với Ngài trong giao ước ân điển. Và điều cuối cùng ta học với nhau là chúng ta nghênh đón vua. Muốn nghênh đón vua thì trước nhất chúng ta phải phục vụ vua. Phục vụ vua bằng tất cả những gì mình có. Các môn đồ khi thấy Chúa Giêsu đăng quang vào Jerusalem thì họ không có gì hết. Họ hoàn toàn bất ngờ. Nhưng mà có cái áo phải không? Tôi mở áo ra, trải lưng lừa cho Chúa. Lưng lừa của Chúa trải được một áo thôi, thì tôi cởi áo ra, tôi trải đường cho lừa của Chúa đi lên. Tôi không có gì nữa, tôi chặt lá kè, tôi tung hô Ngài. Tôi không có gì nữa thì miệng tôi hô lên rằng Hosanna, Hosanna. Chúc tạ đấng nhân danh Chúa mà đến.
Tất cả gì tôi có, tôi dâng cho Chúa không tiếc một điều gì. Anh em ơi, anh em nhìn lại trong lịch sử hội thánh của Chúa, biết bao nhiêu người đã từng dâng hiến như vậy. Tôi nhớ một câu chuyện mà khi tôi nghe lần đầu tôi đã khóc. Một ông giáo sĩ thuộc lại những công việc của Chúa, khi ông đi truyền giáo thì hội thánh kêu gọi, bây giờ chúng ta phải dâng hiến để lo cho đầy tớ của Ngài, lo cho người chưa được cứu, và hộp tiền dâng được đưa qua mọi người. Ô, họ bỏ vào rất nhiều tài chánh để giúp đỡ cho đầy tớ của Chúa cũng như là dân tộc ở xa đó. Nhưng mà khi cái hộp tiệc thánh, hộp dân tiền được đưa trở lại, thì họ thấy ở trên cái hộp dân tiền đó có một cặp nạng. Và lúc đó thì hội thánh vỡ òa. Hội thánh biết rất rõ ai đặt cái nạng đó lên đây. Một cậu bé nghèo, khuyết tật, phải đi bằng nạng, không có tiền. Bây giờ chỉ có cặp nạng thôi, con đặt lên đây dâng cho Chúa. Thế là ông mục sư kêu gọi, cậu bé này đã dâng tất cả những gì mình có, còn chúng ta thì chưa. Chúng ta dâng nhiều mà chưa phải là tất cả. Rồi họ lại đưa hộp tiền dâng một lần nữa, và lần này thì mọi người đều dâng tất cả tiền mình có. Và cuối giờ họ đấu giá cái cặp nạng đó, một người đã mua với giá rất là cao. Rồi ông trịnh trọng đem nạng đó cho cậu bé. Con, hội thánh đã mua cặp nạng này, đã thuộc về Chúa. Bây giờ đưa lại cho con để con sử dụng. Khi chúng ta dám dâng tất cả cái gì mình có cho Ngài, thì Ngài chẳng tiếc gì chúng ta, phải để Chúa làm những việc cuộc sau đó. Đừng bao giờ nói rằng cặp nạng tôi dâng làm cái gì. Cứ dâng, việc còn lại để cho Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là chúng ta phải ca ngợi vua. Chúng ta phải ca ngợi bằng tất cả tâm lòng chúng ta. Hosanna, con vua David. Tôn ngợi Chúa. Con vua David là gì? Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng Messi. Dân Do Thái hiện nay vẫn không nhận Chúa Giêsu Đấng Messi. Cửa phía đông thành Jerusalem vẫn còn đóng, họ chờ Đấng Messi. Và lúc đó họ hết sức là ghét Chúa Giêsu và nói rằng Ngài phạm thượng, tại sao Ngài nói Ngài là Đấng Messi, là Đức Chúa Trời? Còn những người này thì sao? Ngài là con vua David, có nghĩa là Ngài Đấng Messi, Ngài đến đúng như lời tiên tri nói, một người của dòng họ David sẽ ngồi trên ngai ta đời đời. Họ công nhận, họ công sư đức tin. Dầu họ biết rằng họ bị các thầy thông giáo, các thầy tế lễ cả ghét vô cùng và có thể bắt hại họ, nhưng mà Hosanna, con của vua David. Anh em thế nào? Anh em giấu niềm tin của mình hay anh em nói cho mọi người biết niềm tin của mình? Chúng ta phải Hosanna, con vua David, Chúa tôi là Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài. Và để cuối cùng chúng ta phải suy nghĩ, muốn nghênh đón vua thì chúng ta phải tỉnh thức chờ đợi vua đến. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 20 chép là Chúa Giêsu xin Ngài đến. Anh em thấy Chúa Giêsu nói trước khi Ngài đến thì tiên tri giả sẽ đến, Christ giả sẽ đến, tội ác sẽ thêm nhiều, rồi dân trên đất sẽ sầu não rối loạn. Những điều đó Chúa nói có xảy ra đúng không? Hoàn toàn đúng. Biết bao nhiêu người xưng mình là tiên tri, rồi đưa những lời tiên tri giả, không đúng đâu vào đâu cả, lừa gạt biết bao nhiêu người. Nói Chúa Giêsu tái làm chỗ này, Chúa Giêsu tái làm chỗ kia, ông này là Giêsu, ông nọ là Giêsu,
Christ giả thì thôi, không nhiều không tưởng được nữa. Ai cũng xưng mình đến Christ cả. Nhưng mà họ chỉ mới là những người đồ đệ của tiên tri giả và Christ giả thôi. Christ giả và tiên tri giả thật chưa đến. Những người đó đến thì họ đến với quyền năng của ma quỷ. Họ làm những dấu kỳ phép lạ và dối gạt rất nhiều người. Nhưng mà chúng ta biết những người đó chỉ là những điều mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo. Chúng ta không đi theo những người đó. Nhưng mà việc đó xảy ra nhiều chừng nào, tội lỗi thêm nhiều chừng nào, dân sầu não rối loạn nhiều chừng nào, thì Chúa nói hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các ngươi gần đến. Cảm ơn Chúa. Bây giờ anh em ơi, anh em có chờ đợi Chúa trở lại không? Anh em có chờ đợi vua của anh em đến không? Đến lần này không phải đến Jerusalem, mà đến để đưa anh em về trời vinh hiển. Anh em có chờ đợi không? Nếu bây giờ anh em chờ đợi, xin anh em vui lòng đứng lên cùng tôi, chúng ta hát bài Cửa đời đời nâng cao lên. Bây giờ cửa đời đời này không phải là chỉ cửa thiên đàng nữa, mà cửa đời đời này là linh hồn của chúng ta. Linh hồn của chúng ta mở ra, linh hồn nó còn đời đời, chúng ta mở ra để Chúa sẽ ở cùng chúng ta và giúp đỡ chúng ta, rồi chúng ta nghinh đón Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng hát. Và khi hát thì chúng ta thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, lòng con mở ra, cửa lòng đời đời của con mở ra, nâng cao lên, xin vua vinh hiển vào và ngự trong lòng của con. Xin hội thánh cùng đứng lên chúng ta hát. Đến với Chúa, mở
cánh cửa lòng mình ra để đón vua đời đời, thì sẽ Ngài ngự vào lòng người đó. Ăn năn trở lại với Ngài, xin Ngài ngự vào lòng người đó. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện như danh Chúa Jesus Christ. Amen.